Lực lượng kiểm ngư Việt Nam được thành lập cũng đồng thời góp phần hỗ trợ giúp đỡ ngư dân yên tâm sản xuất, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tham gia bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền quốc gia trên các vùng biển. Lực lượng này được tổ chức từ trung ương đến các vùng, gồm cục kiểm ngư có trụ sở chính tại Hà Nội và 4 chi cục kiểm ngư vùng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trên các vùng biển của Việt Nam. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, lực lượng kiểm ngư được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo thực thi pháp luật về thủy sản trên biển, làm cơ sở để quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động thủy sản trên các vùng biển. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và các địa phương có liên quan, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo lực lượng kiểm ngư đề cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế để đảm bảo thực hiện tốt chức năng tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành có liên quan tập trung triển khai ngay một số việc như xây dựng trình Chính phủ ban hành các cơ chế chính sách đảm bảo các điều kiện cho lực lượng kiểm ngư hoạt động. Trước đó, chiều 14 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng về tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, tình hình kinh tế xã hội của Đà Nẵng tiếp tục có những bước phát triển và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt. Trong quý 1 năm 2014, Đà Nẵng đã hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, GDP tăng 7,8%. Tình hình thị trường giá cả được kiểm soát ổn định, hoạt động du lịch diễn ra khá sôi nổi, nông nghiệp phát triển ổn định. Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, Đà Nẵng đã chỉ đạo tiếp tục rà soát các dự án để ưu tiên vốn đầu tư, nhờ đó phần lớn các công trình, dự án cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực, những kết quả mà Đà Nẵng đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, cho rằng những kết quả này là khá toàn diện và là đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả nước. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng mong muốn Đà Nẵng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tìm ra các cách làm năng động, sáng tạo nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển nhanh và mạnh hơn nữa. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã tới thăm và nói chuyện thân mật với các cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Sông Thu. Đây là một doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, được thành lập năm 1976. Trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Sông Thu không ngừng lớn mạnh và phát triển về mọi mặt. Năm 2013, doanh thu của Tổng Công ty Sông Thu đạt trên 1.500 tỷ đồng. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Tổng Công ty Sông Thu đạt được thời gian qua, mong muốn cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng lưu ý Tổng Công ty Sông Thu cần đặc biệt quan tâm kết hợp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh tế với quốc phòng, tập trung đóng các tàu dân sự, tàu cho ngư dân ra khơi bám biển, có trang thiết bị hiện đại, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh, chú trọng vươn xa hơn nữa ra thị trường xuất khẩu.